Chào bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký tài khoản sàn Binance ở trên điện thoại. Thì đầu tiên các bạn cần một cái link đăng ký. Thì trong cái phần mô tả video của mình ấy, thì mình đã để một cái link đăng ký sàn Binance được giảm giá 10% phí giao dịch. Thì các bạn có thể dùng bằng cái link đó hoặc là cái dùng cái link của bạn bè. Thì các bạn hãy bấm vào link. Lúc này Trình Duyệt đã chuyển sang cái trang đăng ký của sàn Binance, và nếu như các bạn kiểm tra xem những cái ngôn ngữ nó chưa phải là tiếng Việt thì các bạn hãy chuyển sang tiếng Việt. Thì đăng ký các bạn cần một cái địa chỉ mail hoặc là số di động. Ở đây mình sẽ sử dụng một cái địa chỉ mail. Mình sẽ gõ cái địa chỉ mail vào đây. Ở dưới này các bạn sẽ điền mật khẩu bao gồm cả ký tự in hoa lẫn in thường và ký tự số và tối thiểu 8 ký tự. Sau đó sẽ bấm vào phần tạo tài khoản. Các bạn hãy trượt cái xếp hình này vào để xác minh mình không phải là robot. Lúc này sàn sẽ gửi cho mình một cái địa chỉ mail có 6 chữ số, thì các bạn lấy cái số ở trong cái mail đấy và điền vào 415056 415056. Đến bước này thì cái việc tạo tài khoản đã hoàn thành xong, và sau đó là mình sẽ tiến hành xác thực tài khoản. Các bạn hãy vào tải cái ứng dụng của sàn Binance nhé, và các bạn mở ra và tiến hành xác thực tài khoản. Sau khi đã tải cái app thì các bạn hãy tiến hành mở app của sàn này nhé. Các bạn bấm phần đăng nhập. Các bạn hãy gõ địa chỉ mail và mật khẩu để tiến hành đăng nhập. Tiếp theo là mình sẽ tiến hành xác minh tài khoản. Mình sẽ bấm góc bên trái trên cùng này có hình người này. Sau đó là bấm vào phần xác thực. Từ chỗ này mình sẽ nhập cái thông tin cá nhân, bấm phần xác thực này. Hệ thống sẽ bắt mình điền cái họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ cư trú. Bấm vào phần bắt đầu, mình sẽ điền số chứng minh thư nhá. Và ô này mình sẽ điền cái ngày tháng năm sinh nhá. Ở cái tỉnh thành thì các bạn hãy điền vào, ví dụ như là mình ở Hà Nội thì sẽ điền là Hà Nội. Cái mã bưu điện của Hà Nội là 100.000. Sau đó tiếp tục. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục cái phần mà xác minh nâng cao ấy. Thì hôm nay sàn sẽ cho mình up lên một số tài liệu. Một là chứng minh thư, hai là bộ chiếu, ba thằng bằng lái. Thì các bạn sử dụng cái tài liệu nào mà nó có ngôn ngữ tiếng Anh càng tốt. Ở đây mình sẽ sử dụng cái chứng minh thư để xác minh tài liệu. Cho nên mình sẽ tải cái chứng minh thư lên, và nó sẽ có cái phần mặt trước và cả mặt sau. Mình sẽ bấm vào cái phần mặt trước, và sau đó là có thể chụp ảnh trực tiếp hoặc là gửi ảnh từ thư viện lên. Sau đó các bạn hãy bấm vào phần tiếp tục để gửi tài liệu lên trên sàn. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành cái bước xác minh khuôn mặt. Đây là một phần rất quan trọng, và nếu sau này có bất kỳ điều gì xảy ra đến tranh chấp tài sản thì lúc đấy sàn sẽ yêu cầu cung cấp cái hình ảnh của bạn phải trùng với cả cái khuôn mặt đã được chụp lần đầu tiên này. Các bạn hãy bấm vào đây để chụp ảnh trực tiếp của mình. Sau đó hãy bấm tiếp tục. Ở phần tiếp theo thì sàn sẽ yêu cầu xác định khuôn mặt. Thì sàn họ sẽ ghi hình mình. Lúc đấy mình sẽ không đội mũ, không mang kính, không dùng filter và đảm bảo đủ các ánh sáng. Chuẩn bị chiếc điện thoại. Sau đó các bạn hãy bấm vào phần bắt đầu xác minh. Các bạn hãy giơ điện thoại trước mặt trong vòng 7 giây và sẽ phải thực hiện một số thao tác như là há miệng hay là quay đầu để xác minh rằng đây không phải là hình ảnh mà là một người thật. Vậy là chúng ta đã hoàn tất tất cả các công đoạn xác minh tài khoản, việc còn lại chỉ là chờ sàn xác nhận. Việc xác nhận tài khoản sẽ diễn ra trong vòng 10 phút cho đến 3 ngày. Và nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi gì thì hãy comment và hãy đăng ký kênh để sau khi chương trình tiếp tục phát triển. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.